linh vật rồng ở các địa phương rồng quảng trị được khen rồng thanh hóa độc lạ vừa xuất hiện tại thị trấn phố núi của huyện hướng hóa quảng trị linh vật rồng do nghệ nhân đinh văn tâm chế tác đã thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng chụp ảnh và nhận được cơn mưa lời khen tượng rồng này do nghệ nhân đinh văn tâm thực hiện theo đơn đặt hàng của ủy ban nhân dân thị trấn lao bảo huyện hướng hóa sau hơn 3 tháng thực hiện ngày 28 tháng 1, tượng rồng được nghệ nhân tâm và các công sự vận chuyển về lắp đặt tại công viên trung tâm thị trấn lao bảo huyện hướng hóa trong khuôn viên vui chơi giải trí của một doanh nghiệp ở xã tiên trang huyện quảng sương Tỉnh Thanh Hóa cho tạo hình bốn linh vật rồng khiến mạng xã hội tranh cãi khi tượng rồng trông hơi ốm yếu, còi cọc. Nhiều người cho rằng linh vật rồng được tạo hình trông xấu vì có thân hình không cân đối nhìn giống như thân hình một con lươn, trong khi đầu rồng trông thô, đuôi rồng nhìn như đuôi cá hố. Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra vụ linh vật rồng gây tranh cãi trên mạng xã hội những ngày qua và đang trong quá trình xác minh. Tại Bắc Giang, mô hình rồng cao 4,5m bao gồm bệ đỡ, nặng 10 đến 12 tấn, sơn màu cam, được anh Bùi Văn Quân, 32 tuổi ở xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, hoàn thiện trong hơn 70 ngày. Hiện tượng rồng đã hoàn thiện và đang được trang trí thêm xung quanh bằng mô hình bánh trưng, hoa mai. Ngày 28 tháng 1, anh Quân mở cửa đón khách vào tham quan, không thu phí. Anh đặt tên cho bức tượng là con rồng hạnh phúc. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng tượng mang nhiều nét của rồng châu Âu. Tuy nhiên, chủ nhân cho biết chỉ sử dụng cấu trúc phần thân của rồng châu Âu, còn các chi tiết khác đều mang đặc điểm của rồng truyền thống. Vừa qua, công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi triển khai thi công tiểu cảnh, lắp đặt linh vật rồng tại công viên Ba Tơ, Quảng Ngãi. Tuy nhiên, khi phần đầu rồng được đưa đến địa điểm thi công, nhiều người chứng kiến chụp hình, đăng tải lên mạng xã hội nhận nhiều ý kiến bình luận khen chê khác nhau. Theo ông Bùi Văn Quang, tổng giám đốc công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi, hiện đơn vị đang thi công phần đầu linh vật rồng, còn phần thân chưa được thi công. Riêng đầu rồng lớn có nhiều chi tiết nên được tháo rời, còn phần sừng dài hơn 9m vẫn chưa được lắp ghép, chưa hoàn thiện. Có thể vì thế nên nhiều người có ý kiến trái chiều. Những hình ảnh hé lộ về cặp rồng tại Bình Định vừa qua đã nhận được nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng, đa phần đều khen cặp rồng ở mảnh đất võ năm nay đẹp, ấn tượng, oai nghiêm. Ngoài cặp rồng chủ đạo, khu trưng bày linh vật Bình Định còn bày biện trên 45.000 chậu hoa cảnh, với tổng thể nhìn từ trên cao xuống mang hình tượng mặt của rồng. Dự kiến, khu trưng bày được khánh thành vào ngày 1 tháng 2 sắp tới.